Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy được đầy quyền năng thần khí, Đức Giêsu trở về miền Galile và tiếng đồn người lan ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường của họ và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày sa và đứng lên đọc sách thánh họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng, Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức giàu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho những người bị áp bức. Công bố năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe." Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà, và anh chị em thân mến Chúa Giêsu chính là tình yêu của Thiên Chúa đến trong nhân loại này. Và Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất ngài giải thoát chúng ta, ngài đưa chúng ta vào trong sự sống của Thiên Chúa mà trước đây chúng ta đang bị lệ thuộc bởi tội. Tội làm cho chúng ta mất tương quan và tội làm cho chúng ta nặng nề, y ạch với thân phận của con người là phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu vào hội đường, mở sách côn sứ Isaiah, gặp đoạn chép thần khí Chúa ngự trên tôi và Chúa đã sức dầu tấn phong tôi. Sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn và công bố năm hồng ân và chính chúa là đấng đã chữa lành tất cả mọi bệnh hoạn tật nguyền cho người mù được thấy cho người què được đi và cho người câm nói được thì tất cả những hình ảnh mà chúng ta được nghe què được thấy câm được nói mù được thấy và những người điếc nghe được thì đấy là những dấu chỉ cho thấy chúa đang mở ra cho chúng ta một sự sống chúa đang tháo gỡ mọi cái ràng buộc trong thân phận của con người. Bởi vì chính tội làm cho chúng ta không thấy được Chúa, không thấy được anh em. Chúng ta bị mù vì con mắt đức tin. Và cũng vì tội làm cho chúng ta như là bịt bưng tai lại, không nghe được tiếng kêu réo của người nghèo mà ở đó chúng ta cần phải chia sẻ và nâng đỡ. Và cũng vì tội làm cho đôi chân chúng ta bị tê bại, không đến được với nhau và ta sống một cách rất ích kỷ riêng tư thì hôm nay chính Chúa Giêsu là đấng giải gỡ cho chúng ta và ngài tuyên bố đây chính là năm hồng ân chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết quy về Chúa Giêsu và tìm Chúa để ký thác đường đời của Chúa chúng ta xin Chúa giải gỡ cho chúng ta với tất cả những cái đang ràng buộc cuộc đời của mình để rồi từ đó chúng ta thanh thản làm chứng cho Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng ta trong cuộc sống hiện tại này. Amen.